Người phương Tây rất sợ con số 666 vì họ cho đó là dấu ấn kinh khủng của quỷ Satan. Không chỉ các quốc gia phương Tây mà một số quốc gia khác trên thế giới cũng rất sợ con số 666. Nếu như mọi tồn tại trên thế giới, cả trên trời, mặt đất và biển cả đều là sản phẩm của Chúa thì Satan cũng vậy. Ban đầu, Satan là một trong ba tổng lãnh thiên thần do Chúa Trời tạo ra, có tên Lucifer, có nghĩa là ngôi sao mai sáng ngời. Lucifer cùng với hai tổng thiên thần khác đã giúp Chúa Trời cai quản thiên giới. Vị thiên thần này không những có quyền lực to lớn mà còn có dung mạo tuyệt đẹp, được Chúa vô cùng yêu thương, giao cho nhiều trọng trách. Điều đó khiến Lucifer dần trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng, cảm thấy mình không thua kém gì Chúa Trời. Ông ta đố kỵ với Chúa, thèm khát địa vị của Ngài, thèm khát quyền lực tối thượng. Ấp ủ tham vọng thoáng vị, Lucifer đã rủ rê các thiên thần tạo phản và lật đổ Chúa Trời. Lạ thay, có đến 1/3 số thiên thần đi theo ông ta. Một cuộc chiến khủng khiếp diễn ra trên thiên đường và kết cục là vị tổng thiên thần sa ngã tự coi mình cao hơn Chúa đã thất bại, bị ném xuống 18 tầng địa ngục trở thành chúa quỷ. Từ đó ông ta được gọi là Satan, có nghĩa là sự hủy diệt. Satan được coi là kẻ đã hóa thân thành con rắn để quyến rũ Adam và Eva, phản lại lời răn của Chúa rằng không được ăn trái cây hiểu biết về sự tốt xấu. Họ đã ăn trái cây đó và từ chỗ ngây thơ trong trắng hoàn toàn như một đứa trẻ, họ đã có tri thức đầu tiên, lần đầu tiên hiểu biết về sự tốt xấu, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì sự trần truồng của mình và những dục vọng của xác thịt. Hiểu biết đó đã khiến họ bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng và con cháu đời đời mang tội với tổ tông. Quỷ vương Satan cũng từng cám dỗ cả Chúa Giêsu khi Ngài ở trong hoang mạc trước thời điểm Ngài xuất hiện công khai truyền đạo. Sứ mệnh của Giêsu là hiến mình trên thập giá để cứu rỗi loài người, nhưng Satan hứa sẽ đem cho Ngài toàn bộ quyền lực và vinh quang của cõi trần gian. Dĩ nhiên là Satan đã thất bại. Theo nghĩa biểu trưng, Satan không phải là một con quỷ tìm cách ăn thịt người, mà là hiện thân cho sự sa ngã của linh hồn, sự buông mình theo cám dỗ của dục vọng đen tối. Khi con người vướng vào tội lỗi, chứng tỏ họ đã bị quỷ dữ, tức cái ác, cái xấu lung lạc và chiếm hữu. Con số đáng sợ trên xuất hiện trong quyển cuối cùng của bộ sách Khải Huyền. Nó được coi là dấu ấn hiện thân của quỷ Satan. Do đó con số 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo, đối lập với con số 7, dấu ấn của Chúa Trời. Những con số của Chúa Trời được cho là hoàn hảo bởi vì một tuần có 7 ngày, 7 lưỡi lửa, 7 linh hồn. 666 còn được cho là hiện thân của con rắn thuộc quỷ Satan, loài vật đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Vì vậy, người ta cho rằng con số 666 có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người làm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp. Theo một truyền thuyết cổ khác, nếu đem cộng 3 con số 6 sẽ ra kết quả là 18, và con số 18 là tượng trưng cho 18 trinh nữ, hay còn được gọi là những thiên thần đồng trinh, được dâng lên trong những ngày lễ tế quỷ Satan. Những người tin theo truyền thuyết này cho rằng nếu họ tìm đủ 18 trinh nữ và thực hiện việc tế lễ theo đúng phong tục thì quỷ Satan sẽ trở về từ địa ngục. Một số người tin rằng con số 666 là dấu ấn của quỷ Satan nên chỉ đem lại điềm gỡ, tai họa cho con người. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng con số 666 không phải là hiện thân của quỷ Satan mà là con số 616. Các nhà khoa học tìm thấy một bộ sưu tập các tài liệu cổ ở Ai Cập, trong đó có bản phác thảo lâu đời nhất của sách Khải Huyền chỉ ra rằng 616 mới đúng là con số của quỷ Satan. Theo thời gian, không biết vì lý do gì đã dẫn đến sự thay đổi này. Giáo sư khoa nhân chủng học thuộc Đại học Khoa học và Mỹ thuật Philip Steven cho biết Khải Huyền là một cuốn sách phức tạp và khó hiểu. Các học giả đã tìm thấy nhiều con quỷ xuất hiện trong chương 13 và nhiều chương khác. Vị giáo sư này cũng nhận định rằng đây chẳng qua là kiểu mê tín dị đoan và hoàn toàn không tồn tại con số của quỷ. Những cụm từ chỉ quỷ trong sách Khải Huyền đề cập đến rất nhiều loại quỷ khác nhau, không chỉ có mọi Satan. Chính vì vẻ huyền bí của nó mà có người tin, có người lại cho rằng đó chỉ là trò bịp bợm. Những người tin thì thường kiêng khem những ngày rơi đúng vào chu kỳ 666 hoặc không chọn những con số đó làm số nhà, biển số xe. Thậm chí có những người còn kiêng không sinh nở vào những ngày đó vì lo sợ sẽ sinh ra một đứa con là hiện thân của quỷ. Đặc biệt,
Một công trình nổi tiếng của Ai Cập còn được coi là hiện thân của quỷ Satan vì nó có những điểm tương đồng với con số 666, đó là kim tự tháp kính Louvre. Người dân đồn thổi, công trình này được xây dựng cho quỷ bởi nó được tạo thành từ 666 miếng kính. Câu chuyện ly kỳ trên xuất hiện từ những năm 1980. Tuy nhiên, lãnh đạo bảo tàng Louvre khẳng định kim tự tháp trên không hề có liên quan gì đến con số 666. Thực ra nó được tạo thành từ 673 tấm kính, trong đó có 603 tấm kính hình thoi và 70 tấm hình tam giác. Dù vậy, nhiều người vẫn tin vào giả thuyết con số của quỷ Satan. Đến ngày 6 tháng 6 2016, nhiều người tin rằng đó là ngày của quỷ Satan hiện về và sẽ có tai họa ập đến. Những tin đồn về ngày khủng khiếp đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, giống như ngày tận thế. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy ngày hôm đó không có xảy ra thảm kịch to lớn nào và thế giới vẫn bình yên. Tuy nhiên, có một số sự kiện rơi đúng vào chu kỳ đó, nhưng có xác suất cộng trừ trùng khớp với thời điểm xảy ra những thảm họa kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Cụ thể, nếu tính từ ngày 1 tháng 8 1914, thời điểm bùng nổ Thế chiến thứ nhất, thế giới đã xảy ra những sự kiện đặc biệt. Nếu lấy năm nhân 666 sẽ ra thời điểm là tháng 9 1923. Tại thời điểm đó, trận động đất mạnh 8,9 độ Richter tàn phá một khu vực lớn ở Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra. Thảm họa kinh hoàng này đã xảy ra vào đúng ngày 1 tháng 9. Nếu lấy 11 nhân 666 sẽ ra thời điểm tháng 12 năm 1941. Theo lịch sử, Nhật tấn công Trân Châu Cảng gây thiệt hại nặng nề cho hải quân Mỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Sự kiện này đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu lấy 17 nhân 666 sẽ ra thời điểm là tháng 8 năm 1945. Vào ngày 6 tháng 8, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, gây ra thảm họa hạt nhân đầu tiên trong lịch sử. Nếu lấy 34 nhân 666 sẽ ra thời điểm tháng 8 năm 1976. Mốc thời gian này đánh dấu sự bùng phát của một loạt thảm họa như dịch bệnh Ebola ở châu Phi. Chỉ với 3 chữ số 666 có vẻ đã trùng khớp với những sự kiện thảm họa lớn. Thế thì 6666 sẽ gây ra những thảm họa khủng khiếp thế nào? Có thể bạn chưa biết, trái đất đã trải qua nhiều trận đại hồng thủy với quy mô toàn cầu, tận diệt cả nền văn minh. Và một chi tiết phải nhắc đến là khi thảm họa xảy ra, trục trái đất đã dịch chuyển 6.666 km. Liệu có liên quan gì giữa thảm họa với những con số đó? Vấn đề này sẽ được tìm hiểu cụ thể trong những video sau. Hẹn gặp lại mọi người.